hai quý tử, hai thân phận khác biệt, nhưng có điểm chung một ông bố đầu bếp giỏi với chuỗi nhà hàng nổi tiếng và cùng yêu một cô gái. Một chăm chỉ, có ý chí, đam mê với ẩm thực. Một lãng tử ước mơ trở thành nhà văn du ký, cuộc chiến với những chuỗi thử thách đầy chông gai. Các quý tử sẽ phải làm gì để đi đến thành công và có được tình yêu trọn vẹn? Đón xem Quý tử họ Ly, phát sóng 11:20 thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV3.